Vâng, Nha Trang chúng tôi mến chào cả nhà. Thì buổi sáng nay là vào khoảng 7 rưỡi sáng. Vâng, 7 rưỡi sáng ngày 11 tháng 8. Vâng, nghe nói cái số 11 thì mình lại liên tưởng cái số 11 tháng 9. 11 tháng 9 là cái vụ mà khủng bố ở Mỹ đấy các bạn ạ. Thì hiện tại dịch Corona ở Khánh Hòa và ở một số nước khác nói chung thì cũng gần như là bị Trung Quốc khủng bố bằng vũ khí sinh học. Đây chỉ là tin đồn thôi các bạn nhé, đây chỉ là tin đồn thôi, nhưng mà khả năng là Trung Quốc họ đã nghiên cứu cái này và nó bị dò dỉ ra ngoài, cho nên là thế giới mới bị một trận khủng hoảng như vậy. Đây chỉ là tin đồn cho nên là mình cũng không có dám khẳng định đây là sự thật. Đây là những chuyên gia nước ngoài họ đánh giá là con virus nó xuất hiện từ Vũ Hán mà thôi. Chứ bây giờ mình mà khẳng định là cái miệng là vạ cái thân. Vâng. À, thôi không lòng vòng như con còng nữa. Bây giờ mình di chuyển tới đường Trần Quang Khải và chút xíu nữa mình sẽ đi vào đường Hùng Vương và mình quay cái hẻm Quân Trấn. Vâng, hẻm Quân Trấn đường Hùng Vương. Nói chung mùa này thì mình sẽ đi được tới đâu và mình quay được tới đó, chứ còn chốt nhiều lắm các bạn ơi. Chốt bữa nay cực kỳ nhiều và đi ngoài đường là rất hay bị chốt. Đây, hẻm Quân Trấn thì các bạn cua phải cua trái đều là hẻm Quân Trấn. Thế mình sẽ cua phải trước, sau đó mình cua sang trái. Đây, ngay chỗ tổ văn hóa số 5. Đó, cua vào cũng là hẻm Quân Trấn, mà ở phía đối diện cũng là hẻm Quân Trấn. Đây, rất nhiều khách sạn to lớn, dịch vụ cho thuê xe máy các kiểu đóng cửa hết rồi. Một vài khách sạn lớn thì họ vẫn thuê bảo vệ để coi ngó và chăm sóc. Đó, đây là số 6B Quân Trấn này. Đường này gọi là hẻm Quân Trấn này. Số hộ dân thì họ vẫn đang ăn sáng này. Sáng nay mình có một đơn chứng ở bên hẻm Quân Trấn đường Hùng Vương. Đây chính là hẻm Quân Trấn. Hình như đoạn này có thông được ra ngoài này. Không được ra ngoài đường Hùng Vương thì phải này. Đấy, có một cái hẻm khác này. Đó. Đây là 61/2 đường Hùng Vương. Hẻm này là thông ra được hẻm 132 Hùng Vương. Đường Hùng Vương là đường một chiều nhé. Các bạn đi các bạn lưu ý là không thể nào mà đi ngược chiều lại được. Đó. Thì mình sẽ lại quay lại cái hẻm này để quay cho các bạn nhìn kỹ hơn con hẻm này. Bây giờ mình sẽ chạy sang phía đối diện. Mình sẽ chạy sang phía hẻm đối diện để mình quay nốt cái khu vực là Quân Trấn. Đây, phía đối diện là có một cái chùa.
ngôi chùa này là chùa gì ta, chùa gì bị che mất tên rồi. Đây gọi là chùa Chánh Quang nhé các bạn nhé, đây là chùa Chánh Quang. Nhưng mà cái bảng kính mừng Phật đản nó che mất rồi, đây là chùa Chánh Quang. Uống cà phê cự ly 2 mét, chuẩn luôn. Vâng, chào cả nhà mình. Đó, họ đang uống cà phê mà cứ cách nhau là 2 mét. Đó, mùa này mà uống cà phê nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng thì đúng là thôi rồi. Và ngõ này là ngõ khác, là vẫn là quân chấn đây, nhưng mà sang một cái hẻm khác, hết đường. Đây hình như lại ra được này, lại ra cái hẻm 132 này, đúng rồi. Đoạn này khu vực này là chợ này, chợ cũ này, chợ dân sinh này. Có một cái chợ tạm mà nằm ở đây. Vâng, đúng rồi. 35 ạ. Ok luôn. Vâng. Có bị luôn rồi. Có bị luôn rồi. Đứng xa 2 mét. Đứng xa 2 mét, đúng rồi.